giáp tối thượng, đồ đốc huyễn ảnh cùng súng nâng cấp ACE-32 mới chính thức ra mắt. Từ ngày 27 tháng 8 đến 26 tháng 9, hóa thân huyền thoại hải tặc, ra khơi chinh phục tàn tích đại dương với ngoại trang tối thượng đồ đốc huyễn ảnh. Súng nâng cấp ACE-32 thủy quái, độc quyền thiết kế hàm cá mập cực dũng mãnh cùng loạt hiệu ứng siêu đẹp, siêu ngầu, sẵn sàng cùng bạn thống trị đại dương. Sở hữu ngày giáp tối thượng, đồ đốc huyễn ảnh cùng súng nâng cấp ACE-32 mới, mở bán duy nhất từ 27 tháng 8 đến 26 tháng 9.